Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình nha, form mini, cây nhỏ mà có vỏ nhà mình. Cái này có mã số là 737, cái số đo hoành gốc là 45, cao là 30, cái đang nằm bầu đất là 30 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 350k bao ship. Đây cây cứ mặt lũ thép âm luôn nhà mình nha, rin luôn, gỗ thép luôn nhà mình nha. Cây form nhỏ mà có vỏ, cây xanh tươi tốt luôn, nhà mình yên tâm nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nhà mình, form mini, cây sống quá khỏe rồi. Rồi mã số 737, 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nhà mình nha, form mini, thân lắc lượng luôn nhà mình, cây sống quá khỏe rồi, form thiên nhiên. Cây này có mã số là 738, có số đo tổng hoành gốc là 17, chiều cao là 66, cây đang nằm bầu đất là 25 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 300k bao ship. Đây hai cái thân nó nhà mình lắc lượng luôn, nó quyện với nhau ngay chỗ này rất là hay nhà mình nha, khá là hay luôn. Cây thì lọc non đang ra này, xanh tươi tốt luôn nhà mình. Hai cái thân nó quyện vào nhau á. Cái này về nhà mình lên cái chậu là tuyệt vời nha, nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi mã số 738, 300k bao ship, bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây nghiệp quế rừng nhà mình nha, form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình. Cái này có mã số là 739, cái số đo hoành gốc là 26, chiều cao là 60, đến hết cái đầu lũa nha mình nha, khô lũa đó. Đang nằm bầu nuôi, bầu đất là 20 nha mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 300k bao ship. Nghiệp quế rừng nhà mình, cây này nó mới đang cho một cái đợt ho vừa xong nha mình nha, ho nó rất là thơm luôn, nghiệp quế rừng nhà mình. Đây có mấy cái thân khô lũa nha mình nha, thân này khô lũa, này khô lũa nha mình, thằng này cũng khô lũa nha, này khô lũa luôn, này cái mạch sống vẫn còn nha, ok nha, đây mạch sống của ba thân vẫn còn nha. Nghiệp quế rừng nhà mình nha. Rồi mã số 739, 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, tàn rinh luôn nhà mình nha, cây sống quá khỏe rồi, tàn bay co lắc luôn nhà mình. Cây này có mã số là 740, cái số đo hoành gốc là 25, cao là 15, cây có cái tán ra nha, chiều dài của tán là 75, cây đang nằm bầu đất rinh là 25 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 550k bao ship. Cây xanh tươi tốt luôn nhà mình nha, tàn rinh luôn, chỉ tàn rinh hết luôn. Cây form mini nha nhà mình, nhỏ mà có vỏ, cây quá khỏe rồi. Cái này hầu như là nó đã thành phẩm rồi, thiên nhiên tự tạo nhà mình, nhà mình chỉ về việc lên cái chậu cho em nó thôi là ok. Rồi mã số 740, 550k bao ship, cẩm thị tàn rinh thiên nhiên, cây quá khỏe rồi nhà mình yên tâm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây tàn rinh nhà mình nha, cây phôi mới về, bầu đất rinh nhà mình yên tâm. Cái này có mã số là 741,
Có số đo hoành gốc là 24, cao là 26. Cây có cái tán ngang là 60 nha mình nha. Cây đang nằm bầu đất rinh là 25. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 550k bao ship. Đời sống nhà mình yên tâm. Cảm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Thiên nhiên tự tạo nhà mình. Dàn xương rinh luôn. Cái này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu và tuốt hết cái dàn lá già này nhà mình nha, rồi lọc non nó lên là ok luôn. Cây cũng đang lên lọc non luôn nhà mình, đang thay lọc non luôn nha, thì quá khỏe nhà mình. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên qua mini nhà mình nha. Rồi mã số 741, 550k bao ship. Cẩm thị rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn.